Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Thưa với quý vị và các bạn, ngay bên cạnh tôi đây là một chiếc xe gia đình 7 chỗ ngồi. Chiếc xe này là chiếc xe Kia Carren, quý vị các bạn nhé. Kia Carren nó có những phiên bản, ví dụ như phiên bản EX là phiên bản bản thiếu số sàn, và phiên bản SX, phiên bản SX tức là cái phiên bản 2.0 số tự động, và là cái phiên bản đủ nhé. Hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một chiếc xe Kia Carren phiên bản SX 2.0 số tự động phiên bản đủ này đây ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2010, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội và một chủ từ đầu. Vẫn biển 4 số 31F luôn quý vị bạn nhé, một chủ từ đầu. Và chiếc xe này chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không chạy dịch vụ và không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Và ở cái phiên bản SX số tự động này thì nó là phiên bản đủ rồi. Nó được trang bị rất là nhiều đồ hơn hẳn những phiên bản EX quý vị bạn nhé. Ví dụ như là đèn pha bi xe lông này, cửa sổ nóc này, số tự động này, điều hòa tự động này, la răng đúc. Đấy là cái phiên bản đủ này mới có được những cái option đấy ạ. Chứ còn phiên bản thiếu nó không có được cái option này. Đấy thì chiếc xe này thì thưa với quý vị bạn, sản xuất năm 2010, tính ra đến nay thì là cũng đã sử dụng được 12 năm rồi. Và chiếc xe này thì mới lăn bánh được có 10 vạn km thôi quý vị bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 286 triệu đồng. 286 triệu đồng này chúng tôi không hỗ trợ trả góp quý vị bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Kia Carren 2010 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Kia Carren SX 2010 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
luôn.